Ngay từ năm 17 tuổi, trên ghế nhà trường, người thanh niên Phạm Quang Lễ, tức Trần Đại Nghĩa, đã nuôi hoài bão nghiên cứu chế tạo vũ khí giúp nước nhà đánh đuổi thực dân Pháp. Ông tự nhủ đó là nghĩa vụ thiêng liêng của mình đối với Tổ quốc. Trong hàng trăm người Việt Nam sang Pháp du học thời đó, có lẽ chỉ có Phạm Quang Lễ là người duy nhất có quyết tâm nghiên cứu về vũ khí. Song đây là lĩnh vực bí mật và cấm tuyệt đối người dân thuộc địa. Vì vậy, trong 11 năm ở Pháp, ông chỉ có thể tự mò mẫm và bí mật học hỏi, sưu tầm tài liệu về các loại vũ khí. Năm 1936, trường Đại học Cầu Đường là một ngôi trường danh tiếng ở Paris. Việc thi đỗ vào ngôi trường này không hề dễ dàng, nhưng Phạm Quang Lễ, tức Trần Đại Nghĩa, đã quyết định theo học ngôi trường này bởi vì tại đây người ta dạy về thuốc nổ, về cấu tạo của mìn, về bộc phá, dùng để phá núi, mở đường, làm hầm tunnel, làm cầu. Chỉ có tại đây thì Phạm Quang Lễ, tức Trần Đại Nghĩa, mới có thể công khai đọc tài liệu cũng như tìm hiểu, nghiên cứu về chất nổ. Một điều mà theo luật lệ Pháp lúc bấy giờ là cấm những sinh viên đến từ các nước thuộc địa như ông được phép nghiên cứu. Thư viện của trường chính là ngôi nhà thứ hai của Phạm Quang Lễ, nơi ông đã dành gần như 12 đến 15 tiếng mỗi ngày để đọc sách, nghiên cứu những tài liệu chuyên ngành. Với 5 bằng đại học và kinh nghiệm làm việc trong viện nghiên cứu và nhiều nhà máy của Pháp và Đức, năm 1946, ông trở thành kỹ sư trưởng của một nhà máy chế tạo máy bay tại Pháp với mức lương tương đương 22 lượng vàng một tháng thời bấy giờ. Về đến Hà Nội chỉ nghỉ một tuần thì cuối tháng 10, ông đã lên xưởng Răng Tiên ở trên Thái Nguyên để chế tạo bazooka. Và trong 3 tuần, ông đã cưa quả bazooka của Mỹ ra, nghiên cứu cấu trúc của nó như thế nào. Rồi sau đó mới thấy là phải tính toán để làm được như của Mỹ. Với những kiến thức về vũ khí tích lũy được trong thời gian học và làm việc tại Pháp, dù khó khăn chồng chất, nhưng ông đã chế tạo thành công loại súng này. Trước đây khi chưa có súng bazooka, các chiến sĩ cầm tử phải ôm bom ba càng, hy sinh thân mình, lao vào tiêu diệt xe tăng địch. Cho ra thử thì là hoàn toàn nổ đúng như chất lượng của bazooka. Bên cạnh súng bazooka, ông còn chế tạo thành công nhiều loại vũ khí khác như súng Đại Bắc không giật SKZ. Câu chuyện chế tạo vũ khí hiện đại trong điều kiện thiếu thốn của núi rừng Việt Bắc được xem như huyền thoại của cuộc kháng chiến. Ngày 30 tháng 4 năm 1975, nhiệm vụ của tôi đã hoàn thành. Vì hoài bão của tôi hồi nhỏ, sứ mạng của tôi rất đơn giản là tham gia về mặt khoa học kỹ thuật vũ khí trong cuộc đấu tranh vũ trang cách mạng để giải phóng đất nước. Và nay, đất nước đã được giải phóng. Tôi không muốn gì hơn nữa, vì một đời người không thể làm hơn.